Kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Tôi hôm nay rất vui mừng được đón tiếp tất cả quý vị đến thờ phượng Chúa trong hội thánh. Mấy tuần vừa qua thì Chúa cho tôi một vài thử thách. 3-4 tuần trước thì một bên đầu bị đau rất là nhiều, và rồi cái em nhờ quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho và tôi cũng đã được bình an trở lại. Nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ hai vừa rồi thì cái chân nó bắt đầu đau và đi lại rất là khó khăn. Nhưng mà tạ ơn Chúa cũng có nhiều ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi, cũng như là có 3 người giúp tôi cách này cách khác để chữa cho cái chân được lành, và Chúa cho mỗi một ngày một khá hơn. Thành ra tôi dâng lời tạ ơn Chúa về điều này. Hy vọng rằng thử thách đó là thử thách cuối cùng Chúa cho tôi trong giai đoạn này. Trong tuần tới tôi cũng sẽ đi bác sĩ để thử xem như thế nào. Cuối tuần này thì ông bà mục sư Việt đi vắng, thành ra ngày hôm nay tôi sẽ lặp lại cái bài học của ông mục sư Việt cho các em, và các em ghi nhớ: you children, you have a memory verse last week, right? I hope from now until 10 minutes later when I teach you, you will remember your memory verse. Ông bà mục sư Việt đi vắng và chiều nay ông bà sẽ trở lại đây. Ông bà đi Chicago vì có ông mục sư học chung với lại ông ở trong trường thần học ngày xưa đã qua đời, được Chúa rước về, cho nên ông lên Chicago để dự tang lễ, và chiều nay ông sẽ về lại Houston. Chúng ta biết là vào tháng 5 we have Mother's Day on 9 May the 9th, và the men will organize and lead the worship and the fellowship after the worship on Mother's Day, the 9th of May. In June, on the 28th, mình sẽ có ngày Father's Day, the first Father's Day is on the 28th of June. Và lần này thì the women WMU sẽ tổ chức và hướng dẫn thờ phượng sinh hoạt. Thành ra xin quý bà, quý ông bà, anh chị em lưu ý về điều đó. Tôi hy vọng rằng là ông trưởng ban nam giới chưa có mặt ở đây sẽ cổ động quý ông tổ chức một cái ngày Mother's Day hết sức là vui thích cho toàn thể hội thánh của chúng ta. Giờ này đây xin kính mời cô Lan Hương bước lên đây hướng dẫn thờ phượng. Dạ, kính chào hội thánh. Dạ, trước khi bắt đầu chương trình thờ phượng sáng hôm nay, dạ kính xin mời quý hội thánh cùng đứng lên và xin mời mục sư lên cầu nguyện. Trước khi chúng ta cầu nguyện, ta thông báo cho các em, tại vì em Minh vừa mới hỏi tôi rằng là ông mục sư Việt đâu. Pastor Việt, he went to Chicago and he will be back later today. So today I will teach everyone, so teach the children. Kính mời quý vị cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là cha của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Chúa về ơn, ân điển và sự thương xót của Ngài luôn đổ xuống trên toàn thể con cái Chúa từ xưa cho đến nay. Và mỗi một ngày chúng con đều nhớ đến Chúa để chúng con cầu nguyện với Ngài. Xin Ngài ban ơn cho chúng con. Xin Ngài che chở và chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con cũng biết rằng trong đời sống tin kính của chúng con cũng có lắm lúc chúng con xa lìa lời Chúa. Và Ngài dùng những khó khăn, hoạn nạn ở trong cuộc sống để nhắc nhở chúng con về lời dạy dỗ của Ngài.
cũng có khi Chúa cũng muốn trang bị cho chúng con trong những trách nhiệm, những nhiệm vụ trong tương lai, và Chúa cũng muốn cho chúng con có những thử thách để chúng con thấy được gần với Chúa là đầy phước hạnh. Và chúng con tạ ơn Chúa riêng cá nhân của con trong những ngày vừa qua. Chúa cũng cho chúng con cá nhân con gặp một số thử thách và Chúa cũng cho đều qua khỏi. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban ơn phước cho tất cả toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, những người có mặt ở trong nhà thờ sáng ngày hôm nay để thờ phượng Ngài, cũng như các anh chị em khác chúng con thờ phượng qua Zoom, cũng như những người không thờ phượng với chúng con ngày hôm nay được. Nguyện xin Chúa thăm viếng tất cả chúng con, ngự trị trong đời sống chúng con, để dù chúng con có ở đây hay ở đó, chúng con cũng đều nhớ đến Chúa và thờ phượng Ngài và đều nhận được ơn lành của Chúa ban cho. Nguyện xin Chúa ở với lại ban tôn vinh Chúa ngày hôm nay, để dùng thì giờ họ đã tập luyện để tôn vinh Ngài, để hướng dẫn chúng con, để đưa chúng con đến gần với Chúa qua lời ca tiếng hát. Nguyện xin Chúa cũng ở với lại các em nhi đồng, cho các em cũng có được một bài học về Kinh Thánh để ghi nhớ cho đời sống của các em. Chúa ở với lại những người đi xa, nhất là ông bà mục sư Việt, em Thảo Nghiêm, để tất cả chúng con cùng đồng lòng thờ phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con đồng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, xin quý hội thánh cùng đứng. Xin mời hội thánh cùng ban hát dẫn thờ phượng ngợi khen Chúa bài thánh ca Con Đường Chúa Đã Đi Qua. Và dạ, câu gốc hôm nay ở trong ca thương đoạn 5 câu 24. Thank you.
Thank you.
Xin quý hội thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, kính lạy Cha nhân từ của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn vì biết bao ơn phước Chúa đã ban cho cuộc đời chúng con. Chúng con nghe lời Chúa dạy trong Kinh Thánh về sự biết ơn. Chúng con xin bày tỏ qua hành động, qua lời nói, qua sự hy sinh, qua sự ngợi khen và nhất là trong sự dâng hiến. Giờ này đây chúng con có lễ vật này xin dâng lên Chúa, xin Chúa hãy ngầm nhầm lấy để vào trong công việc phát triển nhà Chúa, là nhà hội thánh, là nhà của Chúa. Xin Chúa tiếp ban ơn phước cho quý ông bà mục sư và quý hội thánh. Chúng xin hướng dẫn chúng con đi trong đường lối ngay thẳng và nhân từ của Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, kính xin mời hội thánh cùng ngồi. Và sau đây là tới thời giờ thiếu nhi học Kinh Thánh. Kính xin mời mục sư Hiền hướng dẫn cho các em thiếu nhi. This is really the day when I saw all of you came up there and enjoy singing to the church, and I saw Kathy. I like it so very much. Yes, it's really the day, right? Yes,
you like sing to the Lord? Yes? Okay, now, I challenge you. There's only two more weeks going to be Mother's Day. Right. So what are you going to give your mother? A gift? What gift are you going to give them? I think, no, come up there and sing. Very good. You're going to do that? Okay, ask your teacher to teach you a song. Bà Mục Sư, or Cô Kim Hoàn, or Chú Thâu, or your mom, your parents. Okay, ask them to teach you a song so you can come up there and praise the Lord and thank your mom. Can you do that? That you're going to be a gift to me too, okay? All right, now, last week, we... yeah, if Mục Sư Việt asked you to do that, we're going to do that too. But you're going to sing to the Lord. Okay? Now, first of all, I want you to perform the microphone. And I ask you if you remember, memorize the memory verse from last week. Why not? You need the paper, okay? I know. Grace, mercy, and peace to you from God the Father and Jesus our Lord. That's good. Okay, Kathy. Grace and mercy, the peace to you from God the Father and Christ Jesus our Lord. Very good. Anne? Grace, mercy, and peace to you from God the Father and Christ Jesus our Lord. That's very good. Now, do you know what that verse is about? You learned from last week a concept about two terms, right? Grace and mercy. Okay, now do you remember what the meanings of them, of those words? Yes? Okay. You remember the meaning? Okay, you? Now, if you don't remember exactly, you can tell us, tell the church, an example about that. Okay? Now, you first. Whatever. The meaning or an example? Mercy is you have to, so everybody can listen. Mercy is you don't get a punishment when you deserve one. And grace is you get a punishment when you don't deserve one. Is that correct? You don't know? You don't think so? Okay. Tell us what you think. What's the meaning or example? Okay, very good. Did you? The lady steal food from the boy. Okay, that, yeah. If you can say something, that's already good enough. Okay, now, let me tell you an example. Have you been spanked? Your mom or dad spanked you sometime? When I was little, I was spanked. Okay? And sometimes
I get spanked because I did something wrong. Okay? The Vietnamese people, long time ago, they do that. They teach the children that. So I follow them. I follow the order. Okay? The order very carefully so I don't get spanked again. Okay? Now, so I know when I did something wrong, I get spanked. Okay? When I did something wrong and I did not get spanked because mercy. My parents have mercy on me. Okay? I was bad. I supposed to get punished, but I did not get punished. That is mercy. Okay? Okay, what is grace? The opposite of mercy. Okay, what is the opposite of mercy? Getting a punishment when you don't deserve it at all. Okay. Okay. Put it close and let the check here. Hurry. Okay. Min, what were you about to say? Min, what did you say earlier? About mercy or grace? What is grace? Okay. Opposite mercy? Oh, opposite of mercy. Okay, grace is just, okay, let me give you an example. You know that. Okay. Your parent. Oh, I have an example. Okay. Parents. Okay. Your parent. Supposed to feed you, right? Before you go to church, you're supposed to have breakfast. When you go to church, you're supposed to have a lunch, all right? Okay. Sometimes you forget to eat breakfast, and then you come to church and you're hungry, and Ba Mục Sư bought something for you. That grace, okay? So they not have to buy you anything, right? She just had to teach you the memory box, but she bought something for you. That is grace. She gracefully buys something for you, right? You have to memorize it, then she'll buy for you. Okay, so now you know what grace is and what mercy is, right? Yes? Okay. Are you sure about that? Yes. Okay, later on in the class, you will discuss that with your teacher and make sure you understand it very clearly, okay? And try to memorize the memory verse, all right? Good? And when Mục Sư Việt come back next week, tell him what you learned, what you really remember, okay? Because your time here is very valuable, all right? The church spend the whole time listen to your lesson, okay? You give it to them back by learning what the pastor teaching you, okay? All right? Very good. Thank you. Let's stand up and pray. Dạ, chúng ta cùng đứng lên cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Một lần nữa ngày hôm nay các con cái của chúng con được học hỏi về ân điển và sự thương xót của Chúa. Chúng con cầu nguyện xin Chúa ở với lại các em, cho các em học được những tư tưởng ở trong Kinh Thánh, nhớ được điểm căn bản để đời sống của các em luôn luôn có lời Chúa làm chủ. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúa ban ơn phước cho những người dạy dỗ các em, nhất là ông Mục Sư Việt có tấm lòng để hướng dẫn các em, để cho các em được lớn lên ở trong Chúa. Sau này các em sẽ trở thành những bậc phụ huynh tốt lành giống như chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Yeah, cảm ơn các con nha. Thank you so very much.
Baptist Sugarland xin chào đón hoan nghênh cô chú Ngọc Thập Hẩm đã đến đây tham dự chương trình thờ phượng sáng hôm nay với chúng ta. Chào đón cô chú. Tiếp theo đây xin mời chị Thu Hồ lên đọc kinh thánh đối đáp trong ca thương đoạn 1, trong ca thương đoạn 5 từ câu 1 đến câu 22. Xin mời chị. Xin chào Hội Thánh. Hôm nay tôi được phép của Hội Thánh cho phép đến đây để đọc kinh thánh đối đáp với Hội Thánh ở trong sách Ca Thương đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu thứ 22. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến những gì đã giáng trên chúng con. Xin đoán xem sự sỉ nhục của chúng con. Chúng con mồ côi cha, mẹ của chúng con thành hóa phụ. Kẻ đuổi kịp chúng con, chặn cổ chúng con. Chúng con mệt nhừ, rồi vẫn không được nghỉ. Tổ phụ chúng con đã phạm tội và nay đã qua đời. Chúng con phải gánh chịu gian ác của họ. Chúng con liều mạng để có bánh ăn, bất chấp gươm đao trong hoang mạc. Chúng cưỡng hiếp phụ nữ tại Siôn và làm nhục các trinh nữ trong các thành Giu-đa. Kẻ trai tráng buộc phải mang cối xay, còn thiếu niên lão đạo dưới gánh củi. Lòng chúng con mất hết niềm vui, cuộc nhảy múa đã đổi thành tan chế. Vì thế mà lòng chúng con đau khổ, mắt chúng con mờ đi. Lạy Giê-hô-va, Ngài trị vì đời đời, ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ kia. Lạy Đức Giê-hô-va, xin phục hồi chúng con để chúng con được hồi phục. Xin làm mới lại ngày tháng chúng con như thuở xa xưa. Xin cảm ơn Hội Thánh. Sau đây mục sư sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng ta. Dạ, cảm ơn chị Thu Hồ. Tôi biết và có gặp gỡ hai nhà thơ Tin Lành nổi tiếng. Một người đang sống ở vùng Houston này là nhà thơ Tường Lưu. Ông làm thơ rất là dí dỏm và phóng khoáng, đầy ý nghĩa. Ông có biệt tài. Người ta nói rằng là ông có biệt tài xuất khẩu thành thơ. Nghĩa là ông đọc một cái câu chuyện vui nào đó, sau khi uống xong ly cà phê là ông đã thảo xong một bài thơ để dạy dỗ các cơ đốc nhân chúng ta về cái câu chuyện vui ông mới đọc được. Chúa cho ông xuất bản hàng ngàn bài thơ để các độc giả Tin Lành được thưởng lãm và học hỏi về đạo Chúa. Một nhà thơ khác là ông Linh Cương. Ông đã về với Chúa nhiều năm trước
và thơ của ông cũng rất hay và cũng rất đầy ý nghĩa. Nhưng mà nhà thơ Linh Cương này chọn lọc lời thơ của ông từng câu một, từng chữ một hết sức là cẩn thận. Ông nói với tôi rằng là lắm khi ông đã có ngẫu hứng soạn ra một bài thơ, nhưng mà suốt một năm trời chọn chữ, chọn câu, ông mới hoàn tất cái bài thơ đó. Ngày xưa thì ở Sài Gòn chúng ta cũng có một nhà thơ tên là Vũ Hoàng Trương, cũng soạn thơ rất là kỹ lưỡng giống như là ông Linh Cương này, thận trọng từng chữ một. Và ông làm bài thơ 4 câu, mỗi câu 7 chữ. Và ông đặt tên cái bài thơ đó là Nhị Thập Bát Tú, nghĩa là mỗi một chữ trong cái bài thơ đó là một ngôi sao. Và hội thánh chúng ta cũng có một nhà thơ lỗi lạc trong tang lễ người chị cả của bà Thao tháng trước, thì bà đã làm một bài thơ thương khóc người chị của mình, thật là cảm động. Và tôi ngồi lắng nghe bài thơ đó, tôi cũng thu lượm được mấy điểm để lòng vào sứ điệp hầu an ủi và khuyến khích mọi người ở trong tang quyến kinh thánh. Thì cũng chứa đựng rất nhiều những bài thơ. Sách Thi Thiên là một tuyển tập gồm tất cả 150 bài thánh thi bày tỏ lòng ca, lời ca ngợi Đức Chúa Trời, lòng ăn năn của dân sự và lời cầu xin Chúa thương xót, giống như là bài học các em học ngày hôm nay về sự thương xót tha thứ. 2 tuần vừa qua thì chúng ta đã nghe câu chuyện về những người được Chúa thương xót và tha thứ trở về từ cái vòng bị phu tù ở bên Babylon 70 năm. Và hôm nay chúng ta sẽ nghe một bài thơ than khóc về giai đoạn đó, về cuộc sống của những người Giu-đa trong giai đoạn họ bị lưu đày đó. Ca Thương là một tuyển tập gồm tất cả 5 bài thơ than khóc về sự thất thủ Jerusalem. Tác giả của 5 bài thơ này là ông tiên tri Jeremy. Ông được Đức Chúa Trời kêu gọi làm tiên tri từ lúc còn rất là trẻ, có thể rằng là trong cái tuổi niên thiếu, thiếu niên, thanh niên. Và thời ông được kêu gọi đó là thời kỳ thịnh vượng của Do Thái dưới thời kỳ vua Josiah làm vua. Nhưng mà rồi thì hưng thịnh đó cũng bị mất đi, và có những giai đoạn Jerusalem bị tàn phá. Khi mà vua Nebuchadnezzar đến tàn phá Jerusalem thì ông Jeremy được chứng kiến cái cảnh đó. Rồi sau đó thì ông bị bắt giải qua sống lưu đày ở bên Ai Cập. Ở đó ông đã viết những cái bài thơ để than khóc về sự hoang tàn của quê hương mình, sự đổ nát, sự khốn khổ của dân tộc. Ca Thương thì có 5 đoạn, mỗi một đoạn là một bài thơ bất hủ. Các bài 1, 2 và 4 và 5 đều, mỗi một bài đó, mỗi một bài thơ đó đều có 22 câu. Riêng đoạn thứ 3 thì có 3 lần 22 câu, tức là có 66 câu. Đó là một cái đặc thù của ca thương. Cái đặc thù thứ hai là bài thơ thứ nhất, bài thơ thứ hai và bài thơ thứ tư. Mỗi một câu bắt đầu bằng một mẫu tự của chữ Do Thái. Chữ Do Thái có tất cả 22 mẫu tự. Vì thế cho nên mỗi một bài thơ có 22 câu và bắt đầu mỗi một câu bằng một chữ cái của tiếng Hebrew. Riêng đoạn thứ ba, tại vì có 66 câu, vì thế cho nên rồi cứ 3 câu bắt đầu bằng một chữ, xong rồi 3 câu kế bắt đầu chữ kế tiếp. Riêng đoạn 5 mà chúng ta sẽ thảo luận với nhau ngày hôm nay thì chỉ có 22 câu nhưng mà không theo cái khuôn mẫu như là những đoạn trước. Mở đầu đoạn thứ 5 thì Jeremy cầu nguyện với Chúa. Câu cầu nguyện như thế này: Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến những gì đã giáng trên chúng con, xin đoái xem sự sỉ nhục của chúng con.
ở đây. Nhà thơ Jeremy đã cầu nguyện xin với Chúa nhớ lại, nhìn và thấy những sự sỉ nhục của người Judah. Cái chữ đoái xem ở trong bản tiếng Việt của chúng ta dịch bởi hai tiếng động từ nhìn và thấy. Thành ra nhìn, thấy và nhớ là ba động từ, ba hành động mà ông Jeremy đã cầu nguyện xin với Chúa để nhớ, để nhìn, để thấy những sự sỉ nhục của dân sự. Khi mà chúng ta nói tới nhớ về điều gì, nhìn thấy điều gì, là chúng ta muốn kêu gọi hãy làm một việc gì đó. Giống như là bây giờ tôi hỏi các em rằng là có nhớ các em, các con học câu Kinh Thánh tuần trước là gì không? Tức là tôi muốn các em thuộc lại, nhớ lại bài học tuần trước. Thế nên khi mà nhớ lại, khi mà cái yêu cầu ai nhớ lại, nhìn lại, thấy lại cái gì, tức là muốn nhắc nhở rằng hãy làm một việc gì đó. Và Jeremy có một điều quan trọng để mà cầu xin với Chúa. Chúng ta sẽ theo dõi những điều đó ở phần cuối của bài thơ. Nhưng mà ở đây thì ông Jeremy bắt đầu cầu nguyện xin Chúa nhớ về những sự sỉ nhục mà người dân Do Thái đã phải chịu. Người Việt Nam chúng ta, giống như lúc nãy tôi có chia sẻ với các em, thì vào cái tuổi của tôi đó, 70, 80, thì lúc còn nhỏ thường hay bị cha mẹ đánh đòn. Không biết rằng là có quý vị nào không bị đánh đòn không? Nhưng mà cha mẹ người Việt Nam chúng ta thời xưa thì thường hay đánh đòn con cái. Là tại vì làm sao, cái câu ca dao của người Việt Nam nói cái gì đó, thương cho roi cho vọt, và cha mẹ tôi thương tôi ghê lắm. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn lên thì nhiều người thay đổi, và có một số ít người thì vẫn còn giữ lại cái đường lối ngày xưa, nhưng mà nhiều người đã thay đổi bỏ hết rồi. Một hôm thì tôi và các bạn đi lính chung với nhau ngày xưa đó, có thời giờ để mà hội họp với nhau và tán gẫu. Thì câu chuyện đưa đến việc dạy dỗ con cái, và một anh bạn kể lại cho tôi nghe câu chuyện như thế này, là con gái của anh cứ hay cãi lời cha mẹ, dạy cái gì ngày hôm trước ngày hôm sau quên hết, không có nhớ, không có làm theo. Thành ra anh cứ ra cái hình phạt là nếu mà không có làm theo lời cha mẹ thì bị năm roi. Và ngày hôm đó cô con gái của anh ấy làm một cái điều gì đó sai, cho nên anh bắt leo lên giường nằm xuống để mà chuẩn bị đánh năm roi. Thì khi mà anh đánh xong cái roi thứ nhất hết sức là nhẹ nhàng, thì cô con gái của anh khóc tức tưởi lên, than thở với lại cha, nói rằng là ba có nhớ rằng là tuần trước ba bánh đánh con năm roi mà cho đến bây giờ vẫn còn đau hay không. Thành ra anh bạn tôi nghe thấy cô con gái kể lại than thở như vậy, cho nên động lòng thương bật cười mà không có đánh bốn cái roi kế tiếp. Đúng là anh có lòng thương xót cho con cái của anh, đáng lẽ ra phải phạt đủ năm roi, nhưng mà vì thương xót cho nên không có thực hành cái hình phạt một cách trọn vẹn. Trong câu số 2 đến câu số 18 của ca thương đoạn thứ 5 này, Jeremy cũng kêu gọi lòng thương xót của Chúa. Mặc dù rằng là dân sự của Chúa bị sỉ nhục, bị trừng phạt, nhưng mà xin Chúa thay vì ra hẹn đánh năm roi, chỉ đánh một roi thôi mà tha thứ cho họ. Và đó là lời than thở của ông Jeremy ở trong đoạn thứ 5 này. Ông nói rằng họ đang chịu những khổ nhục và xin Chúa đoái thương và tha thứ cho dân sự của Chúa. Ban đầu thì ông nói rằng là tổ phụ của họ đã phạm tội, mà tổ phụ của họ đã chết rồi. Vì thế cho nên tất cả những gì con cháu phải chịu là do tội lỗi của cha ông. Những mất mát mà họ phải chịu ngày hôm nay là do cha ông đã vấp phạm trước kia. Thành ra Jeremy than thở với Chúa về tất cả bốn điều
họ đang bị mất mát hiện nay. Thứ nhất, họ mất hết sản nghiệp. Mình biết là người dân Do Thái coi sản nghiệp, đất đai là cái gì quý giá nhất của họ, là cái gì mà Đức Chúa Trời thực sự ban cho họ để mà làm cơ nghiệp. Chúa ban đất hứa cho người Do Thái để làm sản nghiệp, và họ được phép cha truyền con nối. Tức là khi mà người cha được ban đất đai đó, chết đi, con cái được quyền hưởng đất đai đó. Quyền làm chủ đất đai đó được bảo vệ bằng luật pháp của người Do Thái một cách hết sức là chặt chẽ. Một người nào đó lỡ mà làm ăn thua lỗ, rồi bán hết đất đai của cha ông để lại cho mình đi, thì sau này vẫn có cơ hội để mà chuộc lại đất đai đó. Những người nào mà cần phải cầm thế đất đai của cha ông để mà rồi có tiền để mà sinh sống, thì sau 50 năm đất đai đó cũng được trả về mà không phải trả hết nợ. Thành ra cái quyền hạn để mà có được sản nghiệp được bảo vệ bằng luật pháp cho người Do Thái, mà bây giờ thì họ bị mất hết đất đai. Mất hết đất đai là một hình phạt nặng nề. Và Jeremy than thở như thế này trong câu số 2: sản nghiệp chúng con đã về tay dân ngoại, nhà cửa chúng con thuộc về kẻ xa lạ. Nhiều người Việt Nam chúng ta ngày nay cũng rơi vào trong cái trường hợp đó. Và năm 2010, tôi về Việt Nam để mà chôn mẹ tôi. Thì bà mục sư và tôi có dịp đi ra ngoài Hà Nội, Hưng Yên để về thăm quê nhà. Và tôi ngồi trong nhà của cái người con trai trưởng của người anh cả của ba tôi, nhìn ra cái ao và cái vườn cây ở đó. Nơi đó là nơi mà cái nền nhà mà tôi, ba mẹ tôi sinh tôi ra ở đó. Bây giờ thì cái miếng đất đó thuộc về những người khác, thuộc về cái người anh cả người anh cả của ba tôi, người con cả của người anh cả của ba tôi. Đất đai của cha ông của mình lẽ ra dành cho mình, nhưng mà vì lý do này lý do khác không có còn quyền sở hữu của mình nữa. Quyền làm chủ đất đai đã bị mất, và vì thế cho nên người Do Thái cảm thấy một cái sự đau khổ ghê gớm. Chưa hết, trước đây thì họ chỉ cần đi ra giếng hay là ra suối múc nước đem về. Hôm trước quý vị có nghe một cái vở tuồng mà cái biết cái bình bè đó, phải không? Ông kia cái việc đi gánh nước đem về mà không có cần phải gì cả. Nhưng bây giờ thì họ phải trả tiền để mua. Trả tiền để mua, nhưng mà tiền bạc cũng hiếm hoi chứ không có dễ dàng dư dật như hồi xưa. Họ phải làm lụng đầu tắt mặt tối, mệt như người vẫn không được nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát là mạng lệnh của Chúa cho dân sự của Ngài. Các ngươi có thể làm 6 ngày, nhưng mà ngày thứ 7 phải chọn để dành làm ngày thánh, phải nghỉ ngơi. Mà bây giờ dân sự của Chúa làm lụng không được nghỉ ngơi. Đời sống như người bị phu tù từ Babylon trở về là như thế. Đời sống của một số ít người bị bỏ lại ở Jerusalem cũng không có khá hơn bao nhiêu. Đại tư sản thời đó mất hết, mà tiểu tư sản cũng mất luôn. Không ai còn của cải tài sản. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mất sản nghiệp vẫn còn là chuyện nhỏ. Mất hết tự do là một chuyện lớn hơn. Đời sống của người ta cần phải có sự tự do. Khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng ra con người, Ngài ban cho con người có sự tự do, kể cả tự do phạm tội. Nếu mình phạm tội, mình sẽ nhận lãnh hậu quả của việc mình làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời dạy dỗ trước như vậy. Đức Chúa Trời không có cấm cho chúng ta, không cấm đoán chúng ta làm những việc này làm việc khác. Ngài cho chúng ta được tự do làm, và chúng ta sẽ phải nhận hậu quả của việc
mình làm. Nhưng mà bây giờ thì người dân Do Thái đã mất hết tự do. Đây là lời than thở thứ hai của Jeremy. Ông viết trong câu 8 như thế này: đám tôi đòi cai trị chúng con, không ai giải cứu chúng con khỏi tay chúng. Tôi nhớ lại cái hình ảnh mà thời xưa người dân Ai Cập làm nô lệ ở trong xứ Egypto đó, thì phải làm lụng đầu tắt mặt tối để mà xây dựng những đền đài dinh thự cho Pharaoh. Và bây giờ thì người dân Do Thái cũng phải trở lại cái cảnh đó. Trước kia họ là người tự trị, ngày nay họ trở thành dân bị trị, phải làm lụng cực nhọc mới có mà ăn, phải làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Thật ra thì người Do Thái đã từng chịu cái cảnh nô lệ đó, phải không? Tôi kể cho quý vị nghe rằng là họ bị nô lệ ở bên Ai Cập để mà xây cất đền đài dinh thự cho Pharaoh đó. Càng làm cực nhọc bao nhiêu, thời đó đó, thời nô lệ trong Ai Cập đó, thì dân Chúa lại càng sinh sôi nảy nở đông đảo thêm bấy nhiêu. Vì thế cho nên Pharaoh bắt các bà mụ phải bóp mũi những đứa trẻ con trai mới sinh ra để cho dân Hebrew không có nhiều như thế. Mất tự do là như vậy đó. Nhưng mà mất tự do vẫn chưa bằng mất nhân phẩm. Mất tài sản tưởng là đã lớn lao rồi, nhưng mà vẫn không bằng mất tự do. Mất tự do tưởng rằng là đã quan trọng rồi, vẫn chưa bằng mất nhân phẩm. Nhân phẩm là phẩm giá của con người, bây giờ không còn nữa. Câu 11 nói rằng chúng cưỡng hiếp phụ nữ tại Sion và làm nhục các trinh nữ trong các thành Juda. Mình biết là Sion là một ngọn đồi, mà trong Kinh Thánh thì thường hay nói là núi, nhưng mà cái vùng Jerusalem đó có vào khoảng 7 cái ngọn đồi cao thấp sát sát nhau, và Sion là một ngọn đồi mà nơi đó vua David xây thành David và dân sự bắt đầu tụ tập ở đó để trở thành một nơi, một thành phố. Bên cạnh đó là ngọn núi mà ông Abraham đã dự định dâng con trai của mình lên cho Đức Chúa Trời. Và nơi đó người ta, vua Salomon xây đền thờ Jerusalem. Mình nghe nói về núi vườn Gethsemane, và đó cũng là một cái ngọn đồi ở trong vùng Jerusalem. Rất là 7 cái ngọn đồi, tôi nhớ được 3 tên của 3 cái ngọn đồi đó. Thì núi Sion, khi mà người ta nói tới Sion là người ta nói tới Jerusalem, người ta nói tới thành phố Jerusalem, người ta nói tới dân sự ở đó. Và Jerusalem bây giờ không còn người cư ngụ. Những dân ở các thành khác trong xứ Juda cũng bị người ta làm nhục, mà không phải là chỉ người phụ nữ bị làm nhục không mà thôi, cả những người lãnh đạo cũng bị làm nhục, cả những người lớn tuổi, người già, người trẻ, thanh niên, thiếu nữ, trẻ em, trai tráng, thiếu niên cũng đều bị làm nhục. Nghĩa là người ta nói rằng là nam, phụ, lão, ấu vào thời đó đều không còn phẩm giá của con người. Quý ông bà anh chị em, nếu mà mình mất tài sản, mình vẫn còn có thể sống được hạnh phúc. Nếu mà mình mất tự do, mình mất đi một chút xíu hạnh phúc, nhưng mà mình vẫn còn có thể sống được. Nhưng mà mình mất cái phẩm giá của con người thì cuộc sống đó không còn ý nghĩa nữa. Mất phẩm giá của con người thì sự sống đó có còn là sự sống của con người hay là sự sống của con vật? Người Jerusalem, người Juda đã bị mất hết tất cả những điều đó. Sự sống nó không còn đáng sống nữa. Và Jeremy nói như thế. Đó là điều thứ tư
mà ông viết ở trong ca thương đoạn thứ 5 này. Dân Chúa mất hết lẽ sống. Đời sống lúc đó không còn niềm vui nữa. Người ta không có còn đáng sống nữa. Người ta mất hết hy vọng vào tương lai. Và câu 15 nói như thế này: lòng chúng con mất hết niềm vui, cuộc nhảy múa đã đổi thành tang chế. Ở trong nước Mỹ này của chúng ta thì không có rơi vào trong cái hoàn cảnh giống như là ca thương đoạn thứ 5 này tả ra. Nhưng mà trong suốt năm vừa qua thì mình cũng bị cái nạn dịch COVID-19. Và tất cả, hầu hết tất cả các sinh hoạt đều bị giới hạn. Ngay cả thờ phượng Chúa cũng bị giới hạn. Nhiều nhà thờ không có được phép mở cửa. Và lúc đó, trong cái suốt năm vừa qua, quý vị để ý mà sẽ thấy đám cưới không có, mà chỉ có đâm mà. Người ta giới hạn việc tụ họp đông đảo, cho nên tang chế thì phải lo, nhưng mà cưới hỏi thì vẫn có thể gác lại. Đó là tâm trạng của người Do Thái thời Jeremy, ở trong khổ đau của cuộc sống, ở trong nỗi tủi nhục của kẻ bị lưu đày. Người ta bắt đầu suy xét về thân phận con người, thân phận của chính họ. Và đó là lúc Jeremy nhận ra tội lỗi của họ. Tội lỗi họ đã gây ra, tạo ra cái hoàn cảnh mà họ phải chịu. Ông viết ở trong câu 16 như sau: mão triều thiên rơi khỏi đầu chúng con, khốn thay cho chúng con vì chúng con phạm tội. Sau khi kể lể chia sẻ về những mất mát mà người dân phải chịu, bây giờ Jeremy xác nhận với Chúa là họ phạm tội. Chỉ khi nào người ta bị đến tận cùng bằng số rồi, chỉ khi nào người ta bị quá đau khổ, quá mất mát, lúc đó người ta mới nghĩ tới thân phận của người ta. Và lúc đó người ta mới biết được rằng người ta đã làm một cái điều gì đó không phải với Chúa. Và Jeremy ở đây biết được tội lỗi của mình. Và khi đó họ biết tội lỗi của họ, họ mới chịu thay đổi, họ mới chịu trở về với Chúa. Chứ còn nếu không thì người ta vẫn cứ chứng nào tật ấy. Jeremy biết rằng hoạn nạn của người Do Thái đang phải gánh chịu là do hình phạt mà Chúa giáng xuống cho dân sự. Ban đầu thì họ chưa nhận thức được tội lỗi đó đâu. Jeremy chưa nhận thức được tội lỗi đó đâu. Quý vị đọc lại câu số 7 thì thấy câu số 7 nói như thế này: tổ phụ chúng con đã phạm tội và nay đã qua đời, chúng con phải gánh chịu gian ác của họ. Thấy không? Tổ phụ chúng con phạm tội, đã qua đời hết rồi chứ không phải là chúng con. Jeremy nói như thế. Nhưng mà cho đến sau này thì Jeremy mới thấy rõ được rằng là khốn thay cho chúng con vì chúng con phạm tội. Quý vị để ý mà thấy, người nào cương quyết vì tội lỗi của người khác mà mình phải chịu hoạn nạn thì sẽ không có chịu thay đổi. Quý vị chạy trên đường xong rồi cái bị tai nạn á, rồi cái xong cứ nói rằng là tại vì cái người tài xế kia chạy ẩu cho nên rồi mình gặp tai nạn. Và nếu mà mình cứ nói rằng là người tài xế kia chạy ẩu thì chắc chắn rằng là ít lâu sau mình cũng sẽ gặp tai nạn mà thôi. Chỉ khi nào mình biết được rằng là mình có làm một cái điều gì đó không đúng thì tai nạn nó mới xảy ra, lúc đó mình mới thay đổi, mới gánh được những tai nạn xe cộ xảy ra. Cho nên người dân Do Thái lúc đó như vậy, Jeremy thời đó như vậy, khi mà họ nhận biết rằng họ vì tội lỗi của họ mà họ bị hoạn nạn thì họ bắt đầu đến với Chúa, họ bắt đầu trở về với Ngài, họ bắt đầu nài xin với Chúa thương xót và tha thứ cho họ. Nếu cứ nghĩ rằng vì tội người khác mà mình bị hàm oan thì không những rằng là mình không biết về chính mình mà mình còn nói không đúng về Chúa. Mình còn nói rằng là Chúa không có công bằng. Mình không phạm tội mà bị trừng phạt, cha
tổ tiên của mình phạm tội đã chết hết rồi thì không bị trừng phạt, đến mình bị phạm tội, không phạm tội mình bị trừng phạt. Tức là mình nói rằng là Chúa không công bằng. Và nếu mà mình nói Chúa không công bằng, mình sẽ không đến với Chúa để mà xưng tội của mình. Mình sẽ không đến với Chúa để mà nài xin Chúa thương xót tha thứ những gì sai quấy của mình. Nhưng mà những ai thực sự có đức tin sẽ thấy rõ rằng việc mình làm đã gây ra hoạn nạn cho chính mình. Thành ra cảm ơn ông Phúc hôm trước. Ông Phúc hỏi tôi rằng là tại sao cái chân của ông mục sư đau, ông có làm cái điều gì sai không? Ông cho tôi biết. Và tôi tạ ơn Chúa về điều đó. Tại vì nếu mà tôi không có nhìn thực sự như vậy thì tôi cứ đổ tội cho người khác mà thôi. Cái chân tôi nó cũng sẽ đau miết mà thôi. Tạ ơn Chúa, cảm ơn ông Phúc. Lúc người ta biết được rằng tội lỗi của mình như thế nào, người ta gặp phải những hoàn cảnh ra sao, lúc đó người ta mới bắt đầu thay đổi. Và khi Jeremy nói lên rằng chính họ đã phạm tội, thì đó là lúc ông thành khẩn đến với Chúa. Và câu 17 nói như thế này: vì thế mà lòng chúng con đau khổ, mắt chúng con mờ đi. Lòng người ta đau khổ, người ta rớt nước mắt, và những giọt nước mắt làm mờ cặp mắt của người ta, của Jeremy, và không có nhìn thấy rõ những gì xung quanh nữa. Đó là lúc mà Jeremy đến với Chúa với tấm lòng tan vỡ, với tấm lòng đau khổ vì thấy rõ tội lỗi của chính mình. Ông cầu nguyện, ăn năn tội lỗi với Chúa. Giống như là ông vua David ngày xưa đã cầu nguyện ăn năn thống hối với Chúa. Và David nói rằng là lòng ăn năn thống hối thì Đức Chúa Trời không khinh dè đâu. Trước những nhục nhã, trước những khổ đau, trước những mất mát về sản nghiệp, mất mát tự do, mất mát nhân phẩm, mất mát lẽ sống, ông Jeremy đã quay về xin Chúa đừng quên dân sự của Ngài. Ông đặt vấn đề với Chúa. Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài trị vì đời đời, ngôi Ngài tồn tại từ thế hệ này sang thế hệ kia. Tức là ông nói rằng là Đức Chúa Trời là vĩnh cửu từ đầu cho đến đuôi. Ông nói tiếp, sao Ngài quên chúng con mãi mãi, bỏ chúng con còn lâu ngày như vậy. Tức là ông nói rằng là Đức Chúa Trời vĩnh cửu như vậy, có lẽ tại sao Chúa cũng trừng phạt chúng con cũng mãi mãi như thế hay sao? Jeremy đặt vấn đề đó với Chúa. Ở đây, ông Jeremy so sánh sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời với thời hạn mà Ngài trừng phạt dân sự. Ông hỏi ở trong câu này là Chúa có sẽ trừng phạt họ mãi mãi như thế, như là sự vĩnh cửu của Chúa hay là không? Chúa muốn họ rằng là phải chịu mất mát, phải chịu khổ sở, phải chịu làm tôi mọi cho người ta hay sao? Ông nêu vấn đề đó ra là để gợi lòng thương xót của Chúa. Giống như là cô bé con gái của anh bạn tôi chỉ bị đánh có một roi rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cũng gợi lòng thương xót của cha, nói rằng là tuần trước cha đánh con 5 roi đau đến bây giờ vẫn còn đau. Jeremy nài xin sự thương xót của Chúa. Kinh Thánh nói Jeremy cũng nài nỉ Đức Chúa Trời tha thứ cho họ, không phải tại vì công trạng của họ, nhưng mà vì quyền lực của sự vĩnh cửu của Chúa mà xin Chúa tha thứ. Jeremy nài xin Chúa phục hồi họ để họ được trở lại như xưa. Ông nài xin với Chúa như vậy ở trong câu 21: lạy Đức Giê-hô-va, xin phục hồi chúng con để chúng con được hồi phục. Xin làm mới lại ngày tháng chúng con như thuở xa xưa. Jeremy biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi cuộc sống của dân Ngài mà thôi. Chính họ, tự họ, họ không có thể làm gì được, mà chỉ biết trông cậy nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời, trông cậy vào lòng yêu thương của Chúa. Và nhà thơ Jeremy đã kết thúc bài ca thương bằng câu hỏi với Chúa: phải chăng Ngài đã cương quyết từ bỏ chúng con và giận chúng con vô cùng? Tôi thì không phải là nhà thơ, thành ra tôi không biết rằng là cái ý tưởng của ông Jeremy ở đây là như thế nào. Nhưng mà người ta nói rằng là thông thường
Khi mà mình viết văn hay là làm bài thơ, lúc mình kết thúc thì mình phải có một cái câu gì đó nó có cái vẻ positive một chút, nó có vẻ kêu gọi người ta làm một cái điều gì đó. Nhưng mà Jeremy kết thúc cái bài thơ của mình ở đây bằng một câu hỏi. Thành ra người ta nói rằng là đặt cái câu hỏi thì có lẽ rằng là còn thiếu. Vì thế cho nên nếu mà quý vị đọc nhiều bản dịch tiếng Mỹ, tiếng Anh đó, thì sẽ thấy rằng là họ lặp lại câu 21 ở đằng sau câu 22 để cho cái câu không, cái bài thơ không còn kết thúc bằng câu hỏi nữa, nhưng mà là bằng một mệnh đề tốt đẹp, bằng một cái điều cầu xin Đức Chúa Trời. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi của Jeremy ở trong câu số 22, tôi có câu hỏi này cho tất cả quý ông bà anh chị em là những người có đức tin nơi Chúa, là những người biết rõ Chúa của mình vị tha ra sao, là những người biết tình yêu thương của Chúa bao la như thế nào. Câu hỏi là quý vị có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ cương quyết từ bỏ dân sự của Chúa mãi mãi hay không? Chắc chắn là không, phải không? Không ai nghĩ như thế. Không ai nghĩ rằng là Đức Chúa Trời sẽ từ bỏ dân sự mãi mãi. Và ông Jeremy cũng biết như vậy chứ không phải là không. Ông đặt câu hỏi đó ở trong bài ca thương tâm. Nhưng mà ông cũng biết rằng là Đức Chúa Trời không bỏ dân sự của Ngài mãi mãi ở trong Jeremy, trong sách tiên tri Jeremy đó. Thì đoạn thứ 25 có câu 10 đến câu 11, Jeremy nói như thế này: ta sẽ là, đây là lời của Đức Chúa Trời cho ông Jeremy, ta sẽ làm cho giữa chúng không còn tiếng hoan ca mừng rỡ, tiếng chu rể cô dâu, tiếng cối say và không còn ánh đèn. Cả xứ này sẽ trở nên chốn hoang tàn, ghê tởm. Các dân tộc này sẽ phải phục dịch vua Babylon trong 70 năm. Ông biết trước thời hạn Chúa giao cho dân sự, Chúa ra hạn cho dân sự rằng là Ngài sẽ trừng phạt họ trong 70 năm. Ông biết như thế. Vì thế cho nên cái câu kết của cái ca thương thứ 5 trong câu 22, ông đặt câu hỏi với Chúa. Ông biết câu trả lời, nhưng mà ông đặt câu hỏi để cho người đọc suy tư. Và khi mà chúng ta có một cái câu hỏi vương vấn ở trong lòng chúng ta cố gắng tìm câu trả lời, thì mình sẽ nhớ cái câu hỏi đó nhiều hơn. Khi mà mình tìm được câu trả lời, mình sẽ áp dụng câu trả lời đó rõ rệt hơn. Và đó là điều mà Jeremy muốn dân sự của Chúa biết, những con cái của Ngài, biết cơ đốc nhân chúng ta ngày nay khi mà đọc lại ca thương thì ghi nhớ cái câu hỏi đó ở trong lòng. Để mà biết được ý Chúa như thế nào, để mà biết được tội lỗi của mình như thế nào, để mà mình làm theo lời Chúa. Có điều là người Do Thái khi mà họ được thả về từ cái cõi phu tù sau 70 năm đó, thì họ cũng cố gắng làm theo lời Chúa, đến gần với lệ mạng lệnh của Đức Chúa Trời hơn. Mình đã học qua với nhau ở trong 2 tuần trước, ở trong Ezra và trong Nehemi, thấy rằng là khi mà họ trở về, họ cố gắng tìm hiểu xem tội lỗi của dân sự là như thế nào. Và họ cố gắng họ gạt bỏ tội lỗi đó. Họ nói rằng là từ vua Salomon cho đến nay, dân sự đã cưới những người ngoại đạo làm vợ. Vì thế cho nên bỏ Chúa mà đi theo thờ các thần khác. Và vì thế cho nên để được ơn Chúa trở lại, họ ra lệnh tất cả mọi người phải ly dị tất cả những cái bà vợ ngoại đạo đó. Nếu mà có con cái cũng bỏ luôn. Thì mình thấy được rằng cái cách mà họ làm việc đó, họ trở về với lời Chúa đó, nó quá khắt khe. Và từ đó, những người lãnh đạo tôn giáo thời đó, những thầy tế lễ, những người sinh ra những người Pharisee, họ học hỏi lời Chúa và họ dạy dỗ lời Chúa, và họ dùng những cái điều họ dạy dỗ đó để bắt buộc người khác làm theo. Họ trở thành
vâng theo lời văn tự hơn là vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn người ta ly dị. Và ngay cả cưới những người dân ngoại, nhiều khi Chúa cũng ban phước nữa. Nếu mà quý vị đọc ở trong Kinh Thánh sẽ thấy rằng là có những người nữ dân ngoại mà được Đức Chúa Trời ban phước trở vào vòng tổ phụ của Chúa Giêsu, Chúa cứu thế của nhân loại. Chúa Giêsu nói về những người mà đặt ra những cái luật lệ đó, những văn tự đó để mà bó buộc dân sự đó như thế này: khốn cho các người, các thầy thông giáo và người Pharisee, là những kẻ đạo đức giả, vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước mặt người ta, chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa. Tức là Chúa Giêsu rủa xả những người mà trọng văn tự, những người đó người Việt Nam mình gọi là bảo hoàng hơn vua, những người đó nếu mà mình dịch ra theo cái ý nghĩa của Kinh Thánh thì mình nói rằng là những người đó bảo vệ Chúa còn hơn là Chúa bảo vệ ngài nữa. Họ đặt ra những luật pháp, những luật lệ để bó buộc người ta phải làm theo. Người ta không có đi theo lời của Chúa. Họ bị mất nước suốt gần 2.000 năm. Người Do Thái ngày nay đã cố gắng để trở về quê hương của mình sau đệ nhị thế chiến. Họ cố gắng trở về để mà xây dựng lại đất nước của họ, xây dựng lại Jerusalem. Nhưng mà hiện nay thì họ chỉ được làm chủ được một nửa thành phố Jerusalem thôi, một nửa kia vẫn còn thuộc về người Ả Rập. Nhưng mà họ cố gắng họ trở về để mà xây dựng lại quê hương của họ, xây dựng lại đức tin của họ. Và nhiều người Do Thái ngày nay tin rằng khi Đấng cứu thế, tức là Đấng Messiah đó, đến thế gian, tại vì hiện tại bây giờ họ chưa tin rằng, họ không tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Messiah, mà họ tin rằng là khi nào Đấng Messiah trở lại, họ sẽ làm chủ toàn vẹn Jerusalem. Và chính vì thế cho nên nhiều người lo sợ, không muốn Do Thái kiểm soát toàn thể Jerusalem, sợ rằng là tận thế sẽ xảy ra, là tại vì người tin lành chúng ta tin rằng là khi mà Đấng Messiah trở lại, Chúa Giêsu trở lại, tức là Chúa sẽ đoán xét thế gian. Thành ra đó là cái niềm tin của những người ngày nay. Nhưng mà mình biết được rằng người tin lành chúng ta tin rằng Chúa cứu thế đã đến thế gian 2.000 năm trước. Chúa Giêsu đã chịu chết ở trên thập tự giá để mà chuộc tội cho tất cả chúng ta, tất cả những ai đã tin và thờ phượng ngài làm cứu Chúa. Và hiện nay Chúa Giêsu đang sắm sẵn cho chúng ta những căn nhà, những căn phòng ở trên thiên đàng, ở trong nhà của Cha. Và Chúa chết trở lại một ngày nào đó để mà đón chúng ta, để Chúa ở đâu thì chúng ta cũng được ở đó với ngài. Con dân Chúa lúc đó sẽ được hoàn toàn phục hồi. Thành thánh Jerusalem lúc đó sẽ được xây dựng, được làm mới trở lại. Và sông nước hằng sống sẽ chảy mãi mãi. Cây sự sống sẽ sinh bông trái một năm 12 mùa. Quý vị có biết tôi đọc những câu đó ở đâu không? Trong Khải Huyền. Cảm ơn tất cả quý ông bà anh chị em. Đến ngày Chúa trở lại, Chúa xây dựng lại trời mới, đất mới, thành mới, thì mọi chuyện đó sẽ xảy ra. Nhiều người tin lành cũng tin rằng hiện nay có Chúa Giêsu là có tất cả. Không cần phải chờ đến lúc mà Chúa dựng lại trời mới, đất mới mới có tất cả. Ngày nay nếu mà có Chúa là có tất cả. Hiện nay Chúa đang sống ở trong lòng tất cả con dân ngài. Tuy chúng ta còn ở thế gian, nhưng mà chúng ta cũng có thể tin rằng mình đang ở trong thiên đàng với Chúa. Những lao khổ của cuộc sống, những vụ đau đầu hay là đau chân của tôi chỉ là những điều mà Chúa chuẩn bị cho tôi để cho đời sống của tôi được tốt lành hơn, để tôi có cơ hội mang vinh quang về cho Đức Chúa Trời.
Và tạ ơn Chúa tôi đã dùng cái điều này thay vì than thở với lại người này người khác, là chia sẻ với quý ông bà anh chị em rằng là Đức Chúa Trời có đầy ơn cho con dân của Ngài. Người Việt Nam chúng ta mấy hôm nữa sẽ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 mà nhiều người gọi là tháng 4 gì đó, tháng 4 đen. Có nhiều bài hát mười mấy, hai chục năm trước người ta đã soạn ra để nói về cái sự mất mát, mất tên Sài Gòn, đòi lại, trả lại cho tôi cái tên Sài Gòn hay gì đó. Rất là nhiều những cái bài hát rất là thâm thía. Và khi mà tôi hồi đó nghe những cái bài hát đó, thì tôi thấy giống tâm trạng, giống y như là tôi đọc cái năm đoạn Kinh Thánh ở trong ca thương ngày hôm nay. Tôi đọc ca thương đoạn 5 và tôi nhớ lại những gì mà người ta than thở về những cái sự mất mát, để nhớ rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương và Ngài sẽ làm mới lại muôn vật. Chúa sẽ trị vì đời đời. Cho nên thay vì chúng ta than thở, chúng ta hãy đến gần với Chúa, hãy đến cầu nguyện với Ngài, hãy đến tạ ơn Chúa, hãy đến ca ngợi Chúa, đem sự vinh hiển đến cho Chúa, để Chúa làm Chúa của đời sống của mình, để ánh sáng của Chúa chiếu rọi trong đời sống của chúng ta, chỉ vì trong đời sống của chúng ta từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Kính mời quý vị đứng lên cùng tôi cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha của chúng con. Chúa ơi, chúng con biết rằng cuộc đời sống của người ta kéo dài 50 năm, 70 năm, 100 năm đối với Chúa cũng chỉ rất là ngắn ngủi. Và với những con dân Ngài, Chúa cho những năm chúng con sống ở trong thế gian này là những cơ hội để chúng con có thể hầu việc Chúa, là những cơ hội để chúng con có thể bày tỏ Ngài ra cho những người chưa tin Chúa để biết đến Ngài. Lạy Chúa, mỗi một khi chúng con đọc ở trong Kinh Thánh, thấy những lời than thở về những hoạn nạn Chúa đổ xuống cho dân sự của Chúa, chúng con biết được rằng đó không phải là vì Chúa độc ác mà Chúa trừng phạt, Chúa đoán phạt con dân của Ngài. Nhưng đó là vì đầy lòng yêu thương, Chúa muốn uốn nắn con dân Chúa, Chúa muốn nhiều người biết về Ngài, thờ phượng Chúa, đi theo đường lối chính trực của Ngài, để đời sống của họ được đầy ơn phước. Lạy Chúa, xin Chúa cho tất cả chúng con thấy được như vậy. Xin cho chúng con thấy rằng mỗi một ngày chúng con sống hiện tại ở đây là chúng con đang sống ở trong thiên đàng với Chúa, để chúng con bày tỏ được niềm vui, sự vui mừng ở trong Chúa của chúng con, để tất cả chúng con lớn tiếng ca ngợi Chúa, để mỗi một khi chúng con được hướng dẫn tất cả các anh chị em, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con vui mừng, chúng con phấn khởi, chúng con mạnh mẽ và chúng con ca hát ngợi khen Ngài. Lạy Chúa, Chúa cho tất cả chúng con mỗi một giây, mỗi một phút đều biết đến Chúa, đều nhớ đến Ngài, đều biết ca ngợi Chúa trong tất cả những gì Chúa ban cho đời sống của chúng con, để chúng con đem danh của Chúa cho tất cả mọi người, để đến ngày Chúa trở lại, thực sự Chúa dựng lại trời mới đất mới, nhiều con dân Chúa được chung sống với Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa và dâng lời thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin quý hội thánh cùng đứng và cùng hát tôn vinh chân thần. Sau đó xin mời mục sư Hiền cầu nguyện chúc phước cho quý hội thánh. Tôn vinh chân thần nguồn ơn vô đối, dưới đấng chúng sinh trời cao cũng chung khen ngợi.
Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Jesus Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể anh chị em chúng con, cho chúng con luôn luôn vui mừng trong Chúa, cho chúng con luôn luôn thấy rằng tất cả những gì Chúa cho xảy ra trên đời sống của chúng con là phước hạnh mà Chúa muốn ban cho chúng con, là những thử thách, là những gì mà Chúa muốn trang bị cho chúng con để Chúa dùng chúng con vào trong công việc của Ngài ngày hôm nay và những ngày sau cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Tắc lễ, xin Chúa ban phước cho quý ông bà.